cho, tin tôi cho, mua bằng xe hơi. Là liên thoang xe đi nhanh, xích xe xinh xịt. Từ phố đến chỗ, phố đến chỗ, mua chiếc cuốn con. Là liên thoang xe đi nhanh, xích xe xinh xịt. Từ phố đến chỗ, phố đến chỗ, mua đồng hồ ta. Mang về thôi, mở đồng hồ nào. Cùng chó lên chó, cô lên chó, bán ba xe hơi. Là liên thoang xe đi nhanh, xích xe xinh xịt. Từ phố đến chỗ, mua chiếc cuốn con. Là liên thoang xe đi nhanh, xích xe xinh xịt. Từ phố đến chỗ, mua đồng hồ ta. Mang về thôi, mở đồng hồ nào. Trên đó rồi chân hầm ti ta đào thật nhiều, dù là con ngựa nè, dù như bạn đi dương cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn chân hầm ti ngồi ở trên đó rồi chưng hầm ti ta đào thật nhiều, dù là con ngựa nè, dù như bạn đi giúp cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn chưng hầm ti ngồi ở trên đó rồi chưng hầm ti ta đào thật nhiều, dù là con ngựa nè, dù như bạn đi giúp cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau.
trên đó. Rồi trưng hầm ti te đau thật nhiều, dù là con ngựa né, dù nhiều bạn đi giúp, cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Một cú vào rồi hai cú vào và ba cú vào rồi bốn, năm cú nè và sáu cú nè và bảy cú nữa thêm vào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Một cũ vào và hai cũ vào và ba cũ vào rồi bốn, năm cũ nè và sáu cũ nè và bảy cũ nữa thêm vào. Múa cho con chim sẽ xinh thật đẹp, và khi chim sẽ không ca vang, mẹ sẽ múa cho con chiếc nhẫn kim cương. Và kim cương nếu không còn đẹp, mẹ sẽ múa cho con chiếc gương rạng ngời. Và gương kia chẳng may hư đi, mẹ sẽ múa cho con chú dê hiền lành. Và dê kia nếu như không đi, mẹ sẽ múa cho con chiếc xe trâu đi. Và xe trâu nếu hư không đi, mẹ sẽ múa cho con cuốn con tên gâu. Và cuốn nếu khéo không thèm kêu, mẹ sẽ múa cho con chiếc xe ngựa này. Và xe kia chẳng may hư đi, thì con luôn luôn xinh nhất ở làng này. Vậy thì chớ khóc bé yêu của mẹ, mẹ cha yêu con nhất trên đời này. Tên John là con trai mình. Bé đang ngủ say với chiếc tất trên chân, dài ở chân và chiếc ở sàn.
và bé khi tên John là con trai tôi. Chú bé kia tên John là con trai mình. Bé đang ngủ say với chiếc tất trên chân, dài ở chân và chiếc ở sàn. Và bé kia tên John là con trai tôi.